Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe XDS, model XDS Arcanine 700, sử dụng group full DR, giảm sóc hơi và vành bánh 27.5, với tông bật chủ đạo là tông màu đen lì các nhá. Điểm chỉ đỏ trên khung xe rất nổi bật. Và bây giờ xin mời máy giáo của chiếc xe. Vâng, chúc mừng bác, đây là cái mẫu XDS Arcanine 700 với tông màu chủ đạo tông màu đen đen đỏ rất nổi bật. Xe được sử dụng với bộ khung nhôm cao cấp không mối hàn, khung nhôm đời mới không nhé, khung nhôm không mối hàn với nước sơn đen lì, điểm chỉ đỏ trên khung xe rất nổi bật. Model của xe là XDS Arcanine 700, dòng model cao cấp của dòng xe địa hình XDS. Các bác ở lên trên mạng để tìm hiểu thêm. Rất nhiều bác hỏi em về những dòng xe mang tầm 3 địa hình sử dụng với vành bánh 27.5, thì đây em về một chiếc đây. Trên khung thể hiện rõ cái mô thông số của vành bánh 27.5 đây các nhé. Khung trên thành cái bánh 27.5, mã vạch chính hãng của XDS nguyên bản theo xe, model Arcanine 700. Xe sử dụng với nhôm không mối hàn, rất là nhẹ. Dòng model cao cấp của dòng XDS. Ở giữa khung được sử dụng với vân 3D rất là nổi bật. Xe chạy với bộ rim sườn trong khung, tính thẩm mỹ rất là cao. Bác là tôi thích cái dòng xe địa hình cấu hình tốt, sử dụng với group Shimano DOD vành bánh 27.5. Thì đây là một chiếc này, model cao cấp của XDS sử dụng với khung nhôm không mối hàn rất đẹp. Cổ phốt ghi đông nguyên bản theo xe. Xe sử dụng với tay bấm xả chính hãng của Shimano DOD. Làm trước sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực Shimano DOD thì gần như là chủ cuối của dòng cung cấp địa hình rồi, trên Nantuk, Aceda và Tule sau mỗi SLX thôi, cái ở XT. Và xe rất tiện lợi sử dụng với khóa chỉnh được cấp trên tay, đây khóa cấp trên tay nhé. Cái dòng xe đời mới cao cấp đường thường được sử dụng với khóa chỉnh cấp trên tay. Bên phải cũng được sử dụng với bộ tay ống xả chính hãng của tầng đĩa Shimano DOD. Cụm phanh sau được sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực của Shimano DOD. Xe trang bị với giảm sóc hơi và cao cấp sóc hơi nhất để chỗ xả eo và bơm thì độ hướng của các bác thì là có hơi là cao cấp hơn để phanh dầu, cho độ hướng của xe êm hơn và chất lượng bền hơn, an toàn tuyệt đối. Sử dụng với may ơ chính hãng của Lovatec, cũng là may ơ hiệu cao cấp của Lovatec nhé. Vành chân lông đen, vành nhôm chính hãng của Pinai DF vành 27.5, lốp ma Maxim, kích thước lốp 27.5 x 1.95. Sóc đen rất thể thao, giảm sóc hơi, giảm sóc đen của Fucon XRC32. Đây là giảm sóc vào an toàn tuyệt đối cho các bác nhé. Sóc hơi chất lượng rất là tốt. Khung nhôm alloy X6 này, khung nhôm siêu nhẹ quá nhé, khung nhôm siêu nhẹ không mối hàn. Cộng yên chính hãng nguyên bản theo xe, sử dụng với cộng yên của Danta Vivo, cổ phốt cũng là Danta Vivo, cũng nguyên bản theo xe của KS.
yên nguyên bản theo xe, yên chính hãng, cũng một con màu đỏ đen. Đuôi trục rỗng XDF. Gạt đĩa của Shimano DOD. Phủ đề sau là phủ đề Shimano DOD. Xe trang bị với 10 tầng lip. Lip và xích còn rất là mới. Mayer trước sau là Mayer chính hãng của Lovatec. Vành đằng sau là vành của King Knight của chính hãng XDS nguyên bản theo xe. Vành 27.5. Vành lốp 27.5 nữa nhé. Tổng số hiệu các cũng có mã số của trong luôn nhé. Đây là các model địa hình của dòng xe XDS model King Knight 700. Sử dụng với khung nhôm siêu nhẹ X6 alloy. Khung nhôm cũng mới hàng. Có một con đồ đời mới. Và bây giờ xin mời chúng ta đứng của khung xe. Và chúng ta đứng của khung xe là size 43. Chiều ngang khung là size 52. Thì các bác các con 1m6 đến 1m7 đổ lại đi vừa chứ. 1m6 đến 1m7 đổ lại đi vừa. Xe trang bị với ở đúc Shimano DOD. Lên lip rồi. Thùng lip. Bên phải em là đồ đĩa của trục rỗng XDF 3 tầng đĩa, hạt đĩa đều lên. Thùng đĩa. Lên đĩa. Vâng, quá mời anh đánh giá tổng thể xong chiếc xe địa hình Mountain Bike XDS model cao cấp của xe King Knight 700. Sử dụng với khung nhôm khung mối hàn alloy X6 hoặc kim nhôm siêu nhẹ. Trang bị với G-Loop khung Shimano DOD. Giảm sóc hơi. Vành bánh tổng 27.5. Và xe giá tốt bên nhà là 9.8 triệu. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Bắt đầu có liên hệ qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube tìm kia xe đạp. Nhấn đăng ký theo dõi kênh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.